Dù không phải là một vật liệu phổ biến trong ngành sản xuất đồng hồ, nhưng kim loại đồng được các thương hiệu ưu ái khi sản xuất những mẫu đồng hồ đặc biệt, tái hiện các phiên bản cổ điển. Những phiên bản đồng hồ nào của năm 2021 đã sử dụng loại vật liệu này? Hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay. Hai phi công Steve Burby Brooks và Matt Jones, sau khi phục hồi lại chiếc máy bay huyền thoại Silver Spitfire, đã hoàn thành tổng quãng đường bay gần 43.000 km vòng quanh thế giới. Để kỷ niệm sự kiện này, phiên bản đặc biệt Mission Accomplished đã được IWC cho ra đời. Đồng hồ có vỏ bằng đồng đường kính 46,2mm với núm có hình kim cương đặc trưng cùng đeo màu xanh lá cây mờ. Như cái tên của nó, đồng hồ này có một chỉ báo ngày lớn được đặt ở góc 12 giờ. Và tất nhiên, như những chiếc Big Pilot khác, mọi thông số của chiếc đồng hồ này cực kỳ dễ đọc. Với mức giá là 16.600 euro, chỉ có 500 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Dù chỉ mới được giới thiệu cách đây vài năm, Icon là bộ sưu tập bán chạy nhất của thương hiệu Maurice Lacroix. Tới nay thì bộ sưu tập này đã bổ sung thêm nhiều tính năng như là lịch ngày, đồng hồ bấm giờ, GMT và cả thiết kế đồng hồ lặn. Và chiếc Icon Venturer mới là một trong số đó, độc đáo hơn, vỏ bằng đồng và mặt số anthracite được trải vân sunburst. Với đường kính 43mm và độ dày 12mm thì đây không phải là chiếc đồng hồ nhỏ, nhưng đó không phải là vấn đề vì sự kết hợp của mặt số với dây đeo bằng cao su hoặc dây da tối màu cùng vỏ đồng đã tạo nên một phiên bản xứng đáng hiện diện trên cổ tay của bạn. Và trên hết, đây chính là chiếc đồng hồ lặn thích hợp với khả năng chịu nước là 300m. Với mặt số xanh lục được thiết kế hiệu ứng chuyển màu gradient thời thượng, Longines Legend Diver Bronze là phiên bản đồng hồ lặn có vỏ đồng hồ được làm từ vật liệu đồng. Để gia cố thêm cho cỗ máy thời gian, ở mặt đáy của đồng hồ, nhà sản xuất đã sử dụng vật liệu titan. Bây giờ đếm thời gian của mẫu này có thể xoay được theo 2 chiều và được đặt bên trong mặt số bên dưới lớp kính sapphire cao cấp. Chính vì vậy, mẫu đồng hồ này sở hữu 2 núm vặn, một núm dùng để chỉnh bezel và một núm dùng để chỉnh giờ và ngày. Các mốc giờ cũng như là bộ kim của đồng hồ đều được trang bị dạ quang. Longines Legend Diver Bronze có đường kính là 42mm, độ dày là 12,7mm và độ chịu nước là 300m. Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số phiên bản khác của dòng này trên website đồnghoduyen.com. Những mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập Khaki Field luôn được chú ý nhờ thiết kế tuyệt vời, tỷ lệ cân đối, độ chính xác ấn tượng và mức giá vô cùng dễ chịu. Chiếc Khaki Field Mechanical Bronze là một trong những phiên bản đặc biệt đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu này khi đã sử dụng chất liệu đồng trong chế tác đồng hồ. Chính xác hơn thì đó là hợp kim CuSn8. Vỏ đồng hồ được thiết kế là 38mm để giữ lại kích thước phù hợp cho các thiết kế cổ điển vốn được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, sản phẩm lại được trang bị bộ chuyển động có tay hiện đại với tên mã là Caliber H50. Bộ máy này hoạt động ở tần số là 21.600 VPH và có 80 giờ dự trữ năng lượng. Để bổ sung cho vẻ ngoài chắc chắn thì Khaki Field Mechanical Bronze được trang bị dây da nâu lấy cảm hứng từ quân đội, đi kèm với đó là chốt khóa bằng titan. Là một trong số ít những chiếc đồng hồ được làm hoàn toàn từ đồng, chính xác hơn thì Tudor Black Bay Bronze được làm từ hợp kim nhôm và đồng. Đây là một chiếc đồng hồ lặn nhỏ gọn với kích thước đường kính là 39mm, độ dày 11,9mm, đi kèm một núm vặn cỡ lớn. Trải qua một quy trình phức tạp thì lớp vỏ đồng bên ngoài vẫn mang đến khả năng chống nước 200m như các phiên bản thép thông thường, đồng thời thì đồng hồ cũng có mặt số với vành bezel màu khói phù hợp với xu hướng gần đây. Trên dây đồng hồ thì có một chiếc khóa gập với hệ thống điều chỉnh Vimo mà Tudor gọi là T-Fit cũng đã được giới thiệu. Hệ thống này giúp bạn có thể nới dây lên đến 8mm ở 5 mức. Bên trong đồng hồ là cỗ máy MT5400 với lò xo cân bằng làm từ silicone được cấp chứng nhận COSC và mang đến mức dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ. Bạn nghĩ sao về những mẫu đồng hồ mà chúng mình vừa giới thiệu? Mọi ý kiến xin để lại ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Duyên Watch, đại lý ủy quyền chính thức các thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Truy cập đồnghoduyen.com để biết thêm chi tiết.